Bước 1, lên ý tưởng và tiêu đề sách. Mình muốn viết một cuốn sách thì mình phải có một cái tiêu đề sách. Đấy. Sau đó thì bước 2, lên outline cuốn sách này. Đấy. Mình hãy đóng vai một tác giả có nhiều kinh nghiệm. Sau đó là yêu cầu nó viết cuốn sách. Và sau đó bước 3 thì viết nội dung cuốn sách. Đấy. Và cũng yêu cầu nó đóng vai một tác giả nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Nó viết nội dung của cuốn sách, nội dung của chương 1. Đó. Sau đó chúng ta tiếp tục với các phần tiếp theo với các cái giọng văn khác nhau. Lưu ý là với giọng văn khác nhau thì nó sẽ có cái sự khác biệt ở trong các cái đoạn, anh chị em nhé. Đó, và mỗi một đoạn thì chúng ta sẽ có một cái giọng văn khác nhau. Chúng ta có thể thêm về độ dài. Đấy. Chúng ta mong muốn là độ dài bao nhiêu thì chúng ta đưa vào cái khoảng bao nhiêu từ đấy, khoảng 1.000 từ chẳng hạn. Đó, thì liên tục là chúng ta thay đổi cái giọng văn, nó làm cho cái cuốn sách của chúng ta nó trở nên đa dạng hơn. Đó. Mỗi lần là có một cái giọng văn khác nhau, có cái ví dụ minh họa này, có những câu chuyện mở đầu này đó, hoặc là chúng ta có thể thay đổi một chút, ví dụ như là chúng ta có thể lên những cái kinh nghiệm của những cái chuyên gia hoặc là những nghiên cứu đấy, những câu nói truyền cảm hứng của những người nổi tiếng đó, chúng ta đưa thêm những cái yêu cầu đấy vào để cho bot viết một cách nhiều đa dạng cái giọng văn hơn. Đấy, có những kế hoạch hành động chẳng hạn thế, ok không ạ? Sau khi mà chúng ta viết hoàn thành tất cả những cái bước ở trong cái cuốn sách thì chúng ta copy vào file Word để chuẩn bị sang bước chỉnh sửa ở cái file này, ok không ạ?